Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa danh thủ Trần Nó Sáng đại chiến danh thủ Phạm Quốc Hưng trong giải đại chiến Nam Bắc An Chủ tháng 4 năm 2019. Cho ván đấu này danh thủ Trần Nó Sáng cầm đỏ đi tiên, danh thủ Phạm Quốc Hưng cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau mời các bạn theo dõi. Đến đây danh thủ Trần Á Sáng đành buông giáp thâu hoàng. Phạm Quốc Hưng cầm đen thủ hậu giành chiến thắng trong ván đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.